Cả nước hiện có gần 30 trường đại học công bố kết quả xét tuyển sớm năm học 2024-2025. Các trường chia làm nhiều đợt, sau mỗi đợt sẽ có điểm chuẩn riêng với nguyên tắc điểm chuẩn đợt sau không thấp hơn đợt đã công bố trước đó. Theo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm gần đây, phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông được nhiều thí sinh lựa chọn để giảm áp lực thi cử và tăng cơ hội trúng tuyển đại học. Tuy nhiên, thí sinh lưu ý khi tham gia xét tuyển sớm, dù được công bố đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh vẫn chưa thực sự trúng tuyển. Các em thí sinh dù trúng tuyển sớm vẫn phải đăng ký nguyện vọng đó lên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không, kết quả trúng tuyển sớm sẽ không có giá trị. Nếu đủ điều kiện trúng tuyển sớm, khi đăng ký trên hệ thống của Bộ, thí sinh chỉ cần đặt nguyện vọng 1 là chắc chắn trúng tuyển.